Hi, Mia-san, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của ICC. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chữa đề thi GPT N2, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, cách đọc của Hán tự, câu 1 này. Haisha ni itte, mushiba no nanani wo uketa. Từ được gạch chân của chúng ta, chữ Hán là chữ trị và chữ liệu. Vậy thì nó sẽ đọc như thế nào? Thì các bạn nhớ chữ liệu có gì nhỉ? Nó đồng âm với lại chữ liệu trong từ DOD đúng không? Chúng ta học rồi. Đây, món ăn này. Như vậy là chúng ta sẽ loại trừ được cái phương án mà nó không có trường âm. Các bạn sẽ loại được 1 và 2. Còn 3 và 4 thì hơi khó một chút, bởi vì là chữ trị nó sẽ có hai cách đọc âm onyomi. Đó là G trong từ CG này. Đấy. Và đọc là chi. Ví dụ trong từ tô chi chẳng hạn, chữ thống và chữ trị. Thì trong trường hợp chữ trị trong từ trị liệu này sẽ được đọc là chi điều, đọc là chi chứ không đọc là gì nhá. Như vậy các bạn sẽ phải chọn đáp án đúng là số 4. Số 3 là sai. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đi đến bác sĩ nha khoa để khám răng sâu. Chi điều trị liệu là điều trị khám này. Tiếp theo câu số 2. Watashi tachi wa testo no tabi ni gakunen de toppu wo nani nani ita. Từ được gạch chân Hán tự là chữ cạnh, trong từ cạnh tranh đúng không? Thì cái chữ này sẽ đọc âm kunyomi là kiso, thể t sẽ là kisote. Như vậy các bạn sẽ chọn đáp án đúng là số 1. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là chúng tôi ấy thì cứ mỗi khi có bài kiểm tra ta bị đi, là cứ mỗi khi là chúng tôi lại cạnh tranh nhau, ganh đua nhau cái vị trí top đầu ở trong năm học. Số 2, Nerate. Nerate các bạn có, nó là chữ thư, có nghĩa là nhắm tới này. Số 3, Arasote. Chữ Hán là chữ tranh, có nghĩa là tranh giành, tranh cãi. Số 4, Ubatte, chữ đoạt, có nghĩa là cướp, chiếm lấy. Tiếp theo, câu số 3. Kongetsu no jasshi ni atarashii eiga no nanani ga keisai sareta. Từ được gạch chân là chữ phê và chữ bình. Thì chữ phê người ta cho trước cách đọc của các bạn là hi rồi. Bây giờ các bạn phải xem chữ bình là sau đọc là bio, B, H hay là hiểu. Thì sẽ có một số bạn thấy cái chữ bình ấy nó có thành phần ở bên phải là chữ bình. Đây, và các bạn sẽ đọc là H hoặc là bio. Bởi vì sao? Bởi vì chữ bình nó sẽ có hai chữ bình, nếu chỉ lấy ở phần bên tay phải thì nó sẽ có hai cái đọc như vậy đúng không nhỉ? Ví dụ trong từ hewa này. Đấy. Và thứ hai trong từ bio đồ chẳng hạn, bình đẳng, thì các bạn chọn một hoặc là ba. Nhưng mà cái chữ bình này ấy, nó sẽ lại đọc khác đi, nó sẽ không đọc là bio hay là he mà nó đọc là hiểu. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là bốn, yon bằng. Nhiều khi chúng ta có thể nhìn cấu tạo của một chữ Hán để chúng ta lựa chọn được cách đọc đúng của nó đấy. Chẳng hạn như các bạn nhìn cái chữ phía trước này, chữ phê này, thì nó ghép bởi bộ thủ là cái tay và chữ tỷ là so sánh đúng không? Thì chữ tỷ này là hi, từ hi các cự chẳng hạn. Đây, hi các cự là so sánh nhá. Thì các bạn biết được cách đọc của chữ tỷ là hi thì các bạn có thể đoán được luôn cái cách đọc của chữ phê này là cũng là hi. Tuy nhiên có một số chữ mặc dù cấu thành như vậy nhưng mà cái cách đọc nó biến âm đi một chút, cho nên là không phải lúc nào cũng áp dụng được cái quy tắc này. Nên là các bạn cố gắng luyện tập nhiều, đọc nhiều rồi các bạn sẽ gặp, các bạn sẽ quen dần. Đây cũng là một từ vựng quan trọng của N2. Câu số 3 này có nghĩa là gì nhỉ? Cái bài phê bình về bộ phim mới đã được đăng lên tạp chí tháng này. Tiếp theo câu số 4 là một câu về âm kunyomi của động từ này. Kijitsu made ni nyugakukin wo nanani meta. Chữ chữ Hán của chúng ta là chữ nạp đúng không? Chữ nạp vậy thì sẽ đọc âm khương là
Osameru, như vậy chúng ta chọn đáp án đúng là 3. Câu này có nghĩa là tôi đã nộp tiền nhập học đến trước kỳ hạn nộp. Các phương án còn lại nhé, chúng ta có từ số 1 Sadameta là Hán tự là chữ định, có nghĩa là quyết định, giống từ Kimeta ấy. Tameta là chữ chữ, có nghĩa là tích lũy, tích chữ này. Osameta không phải là chỉ có mỗi chữ nạp này đọc như vậy, có khá là nhiều từ khác nữa đọc là osameru. Ví dụ này, đây để dưới dẫn từ điển nhá, đây chữ thu cũng đọc là osameru, có nghĩa là thu được, giành được. Chữ gì nữa, chữ tu này, đấy, bồi dưỡng, rèn luyện, trau dồi này. Chữ, kể cả chữ trị ở phía trên cũng đọc là osameru luôn, cai trị. Số 4, Motometer là chữ cầu, có nghĩa là mong cầu, yêu cầu. Tiếp theo, câu số 5. Câu số 5 là một câu về âm Kunyomi. A 社の製品は他社のものより品質が劣る。À, cái này cho đọc ra là ô thô đúng rồi. Đây là chữ liệt đúng không? Có nghĩa là thua kém. Đấy, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2 nhé. Cái sản phẩm của công ty A ấy, về phẩm chất, về chất lượng thì nó thua kém so với lại sản phẩm của các công ty khác. Ở số 1, Makeru. Makeru Hán tự là chữ phụ, có nghĩa là thua này, nhưng mà không đọc là ô tô đự, không đúng chữ Hán. Hê đự là giảm và ô chi đự là chữ lạc đúng không? Tiếp theo chúng ta sang môn đề 2, đó là môn đề nhận diện mặt chữ Hán từ cách đọc hiragana. Câu số 6, bun shou wa kankei tsu ni kaete kudasai. Đoạn văn thì hãy viết một cách kankei tsu ni, đúng nhỉ, hãy viết một cách ngắn gọn. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần chữ giản và chữ khiết. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là một là chữ hoàn và chữ quyết, hai là giản và quyết, ba giản khiết, đúng là số 3 nhé, có nghĩa là ngắn gọn này. Số 4 là hoàn khiết, không phải. Câu số 7,具体的な内容については本日お配りした資料をご参照ください。Về cái nội dung cụ thể thì hãy tham chiếu, đúng không, đọc là sancho, là hán tự sẽ là chữ tham và chữ chiếu. Hãy tham chiếu cái tài liệu mà chúng tôi đã phát ngày hôm nay. Thì các bạn thấy các phương án, ví dụ số 1 này, hán tự là chữ tán, trong từ tán thành ấy nó đọc là san, san xê chẳng hạn. Nhưng mà từ này không tồn tại đúng nhỉ, tán chiếu không phải nhá, sai cái chữ đầu tiên. Từ số 2 là tham chiếu, đúng rồi, tham chiếu, so sánh, đối chiếu. Số 3 là tán và khảo, khảo chắc chắn không đọc là show, khảo đọc là cô đúng không. Số 4 là tham khảo này, số 4 sẽ đọc là sang cô thì mới chính xác. Tiếp theo chúng ta sang câu 8. Câu 8, hi ga tsuyo sugite nigu ga kogete shimatta, lửa quá mạnh cho nên là thịt đã bị cháy khét đúng nhỉ. Thì bị cháy khét ở đây chúng ta sẽ dùng cái phương án nào? Đúng rồi, là số 1 chữ Hán là chữ tiêu. Đấy, có nghĩa là cháy đen, cháy khét nhá. Cái từ này ấy, ngoài cách đọc là cô ghê rự, có nghĩa là như vậy, thì nó còn đọc là a xê rự, có nghĩa là sốt ruột. Và cũng có năm người ta đã hỏi cái cách đọc a xê rự này rồi. Đây là một chữ Hán mà ban giám ban ra đề JLPN2 rất là thích, bởi vì là hỏi hết âm ôn lại đến âm cư. Phương án số 2, Hán tự của chúng ta đây là chữ, đây là chữ gì nhỉ, đây là chữ thiêu. Chữ thiêu này sẽ được đọc là gia cự đúng không, đấy, gia cự hoặc là gia kê rự, thì thể t sẽ phải là gia t đúng nhỉ, hoặc là gia kê t mới đúng chứ không phải là ghê như này nhá. Số 3 Hán tự đây là chữ nhiệt. Chữ nhiệt thì sẽ có âm kunyomi đó là atsuku. Đấy, atsui. Nếu mà thầy T sẽ phải là atsuku T đúng không? Số 4, chúng ta có chữ
Yên có nghĩa là khói. Cái này dạng động từ của nó sẽ là kế mưu đự. Đấy, thể T sẽ là kế mức T mới đúng. Nên là đúng đây phải là một. Câu 9. Shinsatsu shitsu de isha ni shoujo tsutaeta. Ở phòng khám ấy thì tôi đã nói cái shoujo cho bác sĩ. Shoujo ở đây chúng ta sẽ cần là chữ gì nhỉ? Chữ chứng và chữ trạng đúng không? Có nghĩa là triệu chứng. Vậy thì chúng ta chọn đáp án mấy? Đáp án số 4 nhá. Là chính xác, số 1 của hắn. Số 1 của chúng ta đó là chữ chướng đúng nhỉ? Và chữ tình không phải. Đấy, mặc dù nó đọc chữ chướng đọc là show thật, chữ tình đọc là dô thật nhưng mà nó không tồn tại cái từ này. Và nghĩa nó cũng không phù hợp. Số 2 là chữ chướng và chữ trạng không phải. Số 3 là chữ chứng đúng nhỉ? Chứng và tình không đúng. Đúng đây phải là 4 nhá. Từ này nó có nghĩa là triệu chứng. Tiếp theo câu số 10, câu cuối cùng của phần kanji. Kyūna onegai ni kyūna onegai ni mo kakawarazu, Mori-san wa kokoroyoku oujite kureta. Mặc dù là cái lời đề nghị đường đột, thế nhưng mà Mori-san đúng nhỉ? Anh chị Mori vẫn đáp ứng một cách rất là kokoroyoku, rất là vui lòng, sẵn sàng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái chữ Hán nào? Số 1 đây là chữ hi trong từ hy vọng. Không phải, có cái đọc như thế này đúng nhỉ? Số 2 là chữ khoái, đúng rồi. Số 2 nhá. Đáp án của chúng ta đọc là kokoroyoku. Số 3 chữ Hán đây là chữ kính. Chữ kính sẽ không có dạng tính từ mà nó chỉ có dạng động từ là uyamau thôi. Âm khương là uyamau có nghĩa là kính trọng. Câu 4 chúng ta có chữ đây là chữ hỷ, chữ này sẽ đọc là yorokobu. Mới chính xác. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3, đó là môn đai về từ ghép gô kê xê. Câu 11 này. Ryugaku o toshite nani nani bunka ni hure oku no koto o mananda. Thông qua du học thì tôi đã tiếp xúc với văn hóa cái gì đó này và đã học được nhiều điều. Hán tự người ta cho các bạn các từ như là chữ xa này đúng không? Sai này. Chữ ý là đọc là âm Hán thì là sai chứ không phải là cái này là sai nhá, chưa phân tích sai đúng vội. Đây là chữ vi này, đây là chữ ly và đây là chữ dị. Vậy thì chắc chắn đi đi kèm với bưng cà nó sẽ là gì đây nhỉ? Đó là y bưng cà. Các bạn sẽ chọn phương án 4 là phương án chính xác nhé. Có nghĩa là nền văn hóa khác. Thông qua cái việc du học ấy thì tôi đã tiếp xúc với các nền văn hóa khác và học được rất là nhiều điều. Đấy. Cái này nó đi theo cụm cố định, các bạn bắt buộc phải nhớ thôi, các bạn bảo chứ. Từ vi cũng có nghĩa là khác, tại sao lại không ghép? Đó là cái dạng thức cố định, các bạn bắt buộc phải nhớ. Chúng ta có chữ số 1 đúng nhỉ? Đấy, chữ sai. Sai khác đấy. Chênh lệch thì cái từ này ấy, nó sẽ đứng sau chứ không, nó thường nó sẽ đứng sau chứ nó không đứng đầu để tạo ra cái từ mang sắc thái nghĩa là cái sự chênh lệch, cái sự khác biệt. Ví dụ các bạn có danjo sa đúng nhỉ? Có nghĩa là sự khác biệt giữa nam và nữ hay là gì đấy, hay là jitsuryoku sa, sự chênh lệch về thực lực này đúng nhỉ? Hay là chúng ta có gì đấy, chiiki sa, đấy, sự khác biệt về khu vực, hoặc là kojin sa là cái sự chênh lệch về cá nhân, đấy, sự khác biệt giữa mỗi cá nhân. Chữ vi nhá, chữ vi thì ít khi đứng đầu để tạo ra từ ghép mà thường chữ vi nó sẽ đứng sau và thông thường thì nó sẽ không đọc dưới dạng âm onyomi là i mà nó sẽ được đọc là dạng là chigai. Ví dụ một số từ các bạn được dùng chẳng hạn như là chúng ta có từ kanchigai chẳng hạn, kanchigai là hiểu nhầm này, hay là các bạn có từ kuichigai này đúng nhỉ? Đấy, không ăn khớp. Nó cũng diễn tả là cái sự nhầm lẫn, không ăn khớp, không giống nhau. Tsurechigai là đi lướt qua. Số 3, chúng ta có chữ ly. Chữ ly này nó sẽ tạo từ dưới dạng là đứng sau một từ và nghĩa là xa rời cái đó.
không mang sắc thái gần cái đó, chẳng hạn như là các bạn có từ katsuji banare, nó sẽ được âm onyomi nhá, hanare biến âm thành banare, có nghĩa là xa rời chữ in đấy, có nghĩa là chẳng hạn như là giới trẻ không còn đọc báo giấy ấy, không còn đọc sách in ra nữa ấy, thì gọi là tình trạng katsuji banare hay là gì đấy, hay là kuruma banare này, có nghĩa là người ta không còn chuộng đi ô tô nữa mà người ta sẽ đi phương tiện công cộng hoặc là đi bộ chẳng hạn, hay là chúng ta có từ genjitsu banare, đó là xa rời hiện thực. Số 4 là đơn phương án chính xác, và ngoài cái chữ Ibunka ra chúng ta còn có một số từ khác nữa, ví dụ như là Ibunya này, lĩnh vực khác này, hay là chúng ta có từ Iminzoku, dân tộc khác đấy, hay là chúng ta có từ Iyoshu, đó là ngành nghề khác đó, thì các bạn hãy cố gắng ghi chú lại những cái phần này, bởi vì có thể người ta sẽ hỏi lại ở trong các phần thi sắp tới. Câu số 12. この絵画展では森氏の作品が年代何、何々に紹介されている。Ở trong cái triển lãm hội họa này thì tác phẩm của ông Mori đã được giới thiệu theo cái gì đó nên đai. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải dùng là nên đai jun. Chúng ta chọn đáp án đúng là một nhá. Theo thứ tự niên đại. Đấy. Có nghĩa là theo trình tự các năm. Chẳng hạn như là những cái tác phẩm đầu tiên sẽ được những tác phẩm sáng tác đầu tiên ấy thì sẽ được trưng bày trước, dần dần lần lượt đến các tác phẩm ở các năm về sau thì dùng cái chữ này nha. Ngoài cái từ nên đai jun ra ấy, thì chữ jun nó khi đi kèm với lại những cái từ khác nó mang nghĩa là theo thứ tự, chẳng hạn các bạn sẽ có bango jun chẳng hạn này, bango jun là theo theo thứ tự số hiệu đúng nhỉ, hay là chúng ta có Jikan Jun, đó là theo thứ tự thời gian đấy, hay là Alphabet Tội Jun đúng nhỉ, Alphabet Tội Jun có nghĩa là theo thứ tự bảng chữ cái. Số 2, hán tự là chữ liên, thì chữ liên này nó thường đứng sau một từ để mang nghĩa là dẫn theo và đọc theo kiểu âm onyomi nhá, đó chẳng hạn như là chúng ta có từ Kodomo Zure đấy, dẫn theo con đúng nhỉ, hay là Kazoku Zure là dẫn theo gia đình. Số 3 chữ phiên, thì cái chữ này thường nó sẽ không tạo ra cái dạng từ ghép 3 chữ đấy, mà các bạn có thể coi như là nó diễn tả vị trí chẳng hạn như là Ichiban, Niban, Samban, cái này nó không dùng đến thì bỏ qua này, chữ tự tương tự cũng không tạo ra dạng từ ghép dưới dạng 3 chữ gồ kê xe như thế này. Tiếp theo câu số 13. この土地は国の管理何々に置かれている。Cái mảnh đất này nó đang được đặt dưới sự quản lý của nhà nước đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái chữ nào? Chúng ta sẽ dùng chữ hạ đúng nhỉ? Candy cả. Candy thì phải là candy cờ. Ngoài candy cờ thì các bạn còn có một số từ khác nữa, chẳng hạn như là si hai cờ này, dưới sự chi phối, dưới sự điều khiển này đúng không? Senryo cờ là dưới sự chiếm lĩnh này, hay là senji cờ là dưới thời chiến, vân vân. Các từ như là chữ thuộc, đây là chữ thuộc, đây là chữ phó phụ và đây là chữ hạn thì nó sẽ không tạo từ ghép ba âm tiết dưới dạng âm onyomi, cho nên là không xét đến nhé, các bạn tham khảo thêm. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4 là môn đai về từ vựng, điền từ vựng khuyết thiếu vào chỗ trống. Câu số 14. その話が hontou ka dou ka wakaranai no ni kakunin mo shinai de shinjite shimatta. Chúng ta thấy câu dẫn người ta cho là gì nhỉ? Tôi không biết cái câu chuyện đó là có thật hay không. Ấy vậy mà tôi lại không có xác nhận gì cả. Tôi lại lỡ tin một cách làm sao đó. Các từ ở đây chúng ta sẽ có gốc của nó là tính từ và biến về dạng phó từ bằng cách là thêm nhĩ. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây người ta cho là tôi đã tin một cách như thế nào đó đúng không? Chúng ta xem cái từ nào là phù hợp này. Câu 1. Chữ này là sochoku.
số chốt cự từ này có nghĩa là thẳng thắn, nó giống nghĩa với từ shojiki ấy, không phù hợp đúng không? Từ số 2 là an y, an y hán tự chữ hán là chữ an và chữ dị, có nghĩa là dễ dàng đơn giản giống từ kantan. Đúng rồi, tôi tin một cách dễ dàng nhá nhá, tôi không biết là thật hay không mà tôi lại tin một cách rất là dễ dàng, ngây thơ đơn giản. Từ số 3 là chữ nhu và chữ nhuyễn, từ này từng có trong phần cách đọc rồi, từ này đọc là yunnan, có nghĩa là linh hoạt mềm dẻo, không phải. Số 4 là tanki là nóng nảy nóng tính thiếu kiên nhẫn, không đúng, nó diễn tả tính cách con người chứ không phải là tanki nhị shijiru, không có dạng thức đó. Câu số 15, Kotoshi wa tenkou ni megumareta no de sakunen o uwamawaru ryō no nosakubutsu ga nanani dekiru daro. Năm nay bởi vì được ban cho cái thời tiết thuận lợi này, đấy, hoặc là năm nay thời tiết thuận lợi, vì vậy mà có lẽ là có thể làm sao đó cái nông sản với lượng vượt năm ngoái. Các bạn thấy đây có cái từ là từ nông sản đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì là phù hợp nào? Số 1 chư các cự, đúng rồi. Trong tiếng Việt mình có cái từ thu hoạch và trong tiếng Nhật nó cũng vậy nhá, nghĩa nó giống như thế luôn. Đấy, thu hoạch nông sản. Thông thường cái từ chư các cự này ấy, nó dùng cho thu hoạch nông sản đúng nhỉ? Ví dụ là lúa gạo hay là rau vân vân. Ngoài cái đấy ra thì nó còn có nghĩa là thu hoạch gặt hái được theo kiểu trừu tượng một chút đấy, chẳng hạn như là nghiên cứu ấy, mình có thể nói là konkai no kenkyu dewa taishita shugaku mo nai, có nghĩa là trong cái lần nghiên cứu này thì không có cái thu hoạch gì lớn cả, có thể dùng được trong cái trường hợp đấy nữa. Từ số 2 đọc là seritsu, seritsu hán tự của nó là chữ thành và chữ lập đấy, nhưng mà nghĩa của nó ấy, đó là cái gì đó được hình thành, và thông thường những cái từ đi kèm với từ thành lập này ấy, nó sẽ là những cái từ chẳng hạn như là yosan này, cái bản gì nhỉ, cái đề án ngân sách này, hay là posho này, đàm phán này, và đây là một tự động từ nhá, đi với trợ từ là trợ từ ga, cho nên là dùng dưới dạng seritsu đề ký tự là nó sẽ không ổn này. Saishu hán tự là chữ thải và chữ tập, từ này có nghĩa là tập hợp sưu tầm đấy, nó sẽ thường đi với lại những cái từ chẳng hạn như là thực vật shokubutsu đấy, hay là từ konchu là việc gì nhỉ, là việc thu gom tập hợp nhằm lấy làm tài liệu hoặc là làm tiêu bản. Số 4 hán tự là chữ thủ và chữ đắc, từ này đọc là siêu tốc cự, từ siêu tốc cự này có nghĩa là thu được lấy được, và thường ấy nó sẽ là lấy được cái gì, lấy được cái bằng cấp tư cách hoặc là quyền lợi nào đó đúng không, chúng ta có thể dùng những từ như là menkyo này, lấy được bằng, lấy được menkyo, lấy được giấy phép đúng nhỉ, lấy được tư cách bằng cấp shikaku đấy, lấy được tín chỉ tangi này, hay là lấy được N2, điều các bạn đang mong muốn đấy. N2 siêu tốc có nghĩa là lấy được là N2. Tiếp theo, câu 16. Câu 16 là Senshu wa isogashi katta no de Shumatsu wa ie de hon o yonde nanani sugoshita. Tuần trước bởi vì rất là bận rộn cho nên là cuối tuần ấy thì tôi ở nhà đọc sách. Đấy, và dành thời gian một cách như thế nào đó. Chúng ta cùng xem này, câu số 1. À, cái này hơi nhầm một chút về nhập liệu nhé, không phải là tabu tabu mà cái này là dabu dabu. Dabu dabu này. Dabu dabu có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có ba nghĩa chính. Thứ nhất là sóng sánh. Đấy, ví dụ như là cái nước chúng ta để ở trong xô hay là để trong cái vật chứa ấy, đúng không nhỉ? Nó dao động, nó sóng sánh thì có thể dùng như thế. Đấy. Hoặc là gì nhỉ, hoặc nó mang nghĩa là đẫm, chẳng hạn như là chúng ta rưới đẫm cái nước sốt vào món ăn ấy, thì cũng dùng từ dabu dabu này. Và một cái nghĩa mà hay được dùng nhất có lẽ là
mang nghĩa là thùng thình, rộng. Đấy, chẳng hạn như là chúng ta có từ dabu dabu toshita shatsu. Đấy, này là cái áo sơ mi rộng thùng thình, không phù hợp trong câu này. Từ số 2 là từ gara gara. Từ gara gara ấy, nó có thể mang nghĩa là ầm ầm. Nó diễn tả cái âm thanh khi mà một cái đối tượng sụp đổ, chẳng hạn như là bức tường sụp đổ chẳng hạn, thì có thể dùng cái từ gara gara. À, và cái nghĩa mà chúng ta hay dùng ở trong thi cử đó là mang nghĩa là vắng tanh vắng ngắt, chẳng hạn như là gara gara no eki, đúng không? Đấy, cái nhà ga mà không có người, rất là thưa thớt người, thì sẽ dùng được nó. Trong trường này cũng không phù hợp này. Từ số 3 là gusuri. Gusuri là say sưa. Từ này nó sẽ đi với từ nemuru, có nghĩa là ngủ say. Không đúng, vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 chúng ta có từ nombiri. Nombiri có nghĩa là thong thả. Chính xác đúng không nhỉ? Tôi muốn dành thời gian một cách thong thả tận hưởng, giống từ yukuri, chứ không phải là vội vàng gì cả. Cái từ nombiri này ấy, nó sẽ thường đi kèm với lại một số cái từ khác, có thể dưới dạng như thế này: nombiri nombirishita c các cự này. Đấy, cái tính cách thong thả đúng không, thong dong, cái tâm trạng thoải mái khi bưng này. Hoặc là chúng ta cũng hay dùng dưới dạng là nombiri nhá, nombiri tố và v, có nghĩa là làm v một cách thong thả từ tốn, chẳng như là nombiri to sugosu, nombiri to ryoko suru. Đấy, thong thả đi du lịch, thong thả trải qua quãng thời gian, hoặc là thong thả onsen ni tsukaru, đúng không, là thong thả ngâm suối nóng. Câu số 17, câu số 17 là một câu về hỏi về động từ này. Kono sabisu no riyosha wa mada sukunaku, ippan no hitobito ni nani nani suru ni wa jikan ga kakaru daro. Cái người sử dụng dịch vụ này ấy, thì vẫn còn ít, và có lẽ sẽ mất thời gian để đến nhiều người. Đây, chúng ta thấy là để làm sao đó đến nhiều người, đúng không? Chúng ta cùng xem từ nào nhé. Từ đầu tiên, fukyu là phổ cập, lan rộng tới. Đúng rồi, chúng ta chọn luôn đáp án đúng là số 1, là chính xác. Người sử dụng bây giờ còn ít, cần thời gian để lan rộng phổ cập tới nhiều người. Thì thông thường cái từ fukyu này ấy, nó sẽ thường dùng, nó là một tự động từ, đồng thời cũng là một tha động từ luôn. Nó sẽ có dạng thức đó là n gốc fukyu suru, và n thường là các danh từ, chẳng hạn như là kê tai đen qua này, đúng nhỉ, điện thoại di động nó phổ cập này, hay là internet tụ này, đúng nhỉ, internet phổ cập, air con fukyu, sự phổ cập của điều hòa, đúng nhỉ. Ngày xưa thì không có, chứ bây giờ gần như nhà nào khá khá một chút là có rồi. Ngoài ra ấy, thì nó còn có nghĩa là phổ cập theo kiểu dạng tha động từ. Đấy, chẳng hạn như là shin di nè, tha động từ phải dùng trợ từ gỗ nhá. Fukyu suru có nghĩa là phổ cập cái quan niệm mới, lý tưởng mới. Số 2, chúng ta có Hán tự là chữ xung và chữ mãn. Từ này được đọc là juman. Từ juman này cũng đã từng được hỏi trong một năm rồi đúng không, ở trong phần cách dùng từ, và trên đây cũng đã từng chữa rồi. Từ juman này có nghĩa là ngập tràn, nó dùng cho những khái niệm như là kemuri, khói ngập tràn trong phòng này, nhiều ôi này, đúng không, mùi thức ăn ngập tràn. Đấy, fuhe đúng nhỉ, bất mãn. Fuhe fumanga juman suru, đây có thể ghi ra để ghi lại để các bạn biết nhé. Từ này đã từng phân tích rồi, có thể là dùng từ kemuri này, khói tràn lan ngập tràn này, nhiều ôi này, mùi này, fuhe này, bất bình bất mãn. Số 3, densen là chữ truyền và chữ nhiễm. Từ này có nghĩa là lây nhiễm, truyền nhiễm, không phải. Cái từ này nó sẽ thường đi với các từ chỉ bệnh, chẳng hạn như là bioki chẳng hạn, bệnh truyền nhiễm đúng nhỉ, hay là từ influenza. Đấy, cảm cúm, dịch cúm truyền nhiễm. Số 4, Hán tự là chữ tiến và chữ hành. Thì cái từ này nhìn thì đơn giản, nhưng mà nghĩa của nó lại khá là phức tạp. Từ này đọc là shinko. Thằng này ấy, nó có 3
nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là đi đúng nhỉ, tiến lên phía trước đấy, di chuyển, ví dụ như là resha ga shinkou suru này, thì có nghĩa là đoàn tàu nó đi lên phía trước, đoàn tàu nó di chuyển. Resha nhá, đấy, ga đi với trợ từ ga. Nghĩa thứ hai thì có nghĩa là được tổ chức đúng nhỉ, có nghĩa là diễn ra, chẳng như là yotedori cái konshiki ga cô shinko suru, có nghĩa là cái lễ cưới ấy nó diễn ra theo đúng như dự định đấy. Và một nghĩa nữa là akka suru, có nghĩa là nó trở nên nghiêm trọng, trở nên trầm trọng. Chúng ta có thể dùng từ chẳng hạn như là từ kankyo hakai đúng nhỉ, cái tình trạng phá hoại môi trường nó đang diễn biến một cách rất là khủng khiếp, nó đang có cái xu hướng tệ đi đấy. Những từ như là resha này, cái konshiki này, hay là từ căng kiều hakai, hoặc có thể dùng với bệnh cũng có dùng, thể dùng được nhé, ví dụ như gan, ung thư nó trầm trọng hơn thì cũng dùng từ sinh cô này. Câu 18, một câu về động từ phức. Hanashitai koto ga atta no de kaeru to shita yūjin o, bởi vì có điều muốn nói cho nên là tôi đã gì đó, cái người bạn đang định quay, đang định về. Thì chắc chắn chúng ta dịch theo tiếng Việt, chúng ta có thể đoán từ này nó sẽ mang nghĩa là tôi đã giữ lại đúng không? Tôi đã giữ người bạn đang định về. Đấy. Chúng ta cùng xem từ nào mang nghĩa là giữ lại nhá. Số 1 này, toritsuketa. Toritsuketa có nghĩa là lắp đặt. Thông thường nó dùng với lại những cái từ chỉ máy móc, thiết bị. Đấy, chẳng như là aircon này, đúng không? Lắp điều hòa. Từ số 2 là hikitometa. Hikitometa là giữ lại, giữ lại. Đằng trước sẽ là từ chỉ người. Phương án của chúng ta là hai là chính xác nhé. Tôi đã giữ cái người bạn định quay về lại. Câu 3, mochiyotta. Mochiyotta, có nghĩa là gom góp lại. Đấy. Người ta gom góp từng ít, từng chút một những cái thứ gì đó để nó tạo ra một cái lượng lớn hơn. Và những cái từ đó thông thường sẽ là những từ như là gom góp cái ý tưởng này, an này, đề xuất đề án này đúng không? Góp sake này, góp rượu này. Đấy. Góp nhập thông tin Joho. Góp thức ăn Diori. Từ số 4, Uke ireta. Từ này có nghĩa là tiếp nhận hoặc là chấp nhận. Với nghĩa tiếp nhận thì thông thường sẽ là tiếp nhận người, chẳng hạn như là tiếp nhận du học sinh. Ryugakusei này. Tiếp nhận nanmin. Tiếp nhận dân tị nạn. Đấy, còn chấp nhận thì có thể là chấp nhận cái quan điểm siêu trồ của một ai đó, vân vân. Các bạn nhớ là đúng là số 2 đúng nhỉ, sẽ đi với từ chỉ người là Eugene nhá, giữ lại. Câu 19, một câu về katakana. Mori-san wa kikaku chimu no nani-nani toshite buka o matome michibite iku sekinin ga aru. Anh chị Mori ấy thì có cái trách nhiệm đó là thống nhất và dẫn dắt những cái người cấp dưới với tư cách là, các bạn thấy là đằng sau nó cho gì đây nhỉ? Nó cho là thống nhất đúng không? Và dẫn dắt cấp dưới. Vậy thì cái người này phải là gì của cái team, của cái nhóm kế hoạch. Chúng ta cùng xem từ số 1 này, từ này là Daibaru. Daibaru. Từ gốc của chúng ta là này, có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là đối thủ, giống từ IT không phải. Từ số 2 là gesto. Gesto là chữ guest có nghĩa là khách, không phải đúng không? Số 3 là gì nhỉ, leader. Leader từ này quen quá rồi, chính xác. Và số 4 là fan, người hâm mộ. Đúng, đây phải là số 3 nhé. Tiếp theo câu cuối cùng ở trong môn đai số 4. Một câu các bạn thấy các phương án đều là tính từ đuôi y đúng nhỉ? Gaikokugo ga tokui na Mori-san wa kaigai ryoko no toki ni tsuyaku o shite minna o tasukete kurete totemo
anh chị Mori này, bài này hình như nhắc hơi nhiều đến anh chị Mori thì phải. Anh chị Mori ấy là một người giỏi ngoại ngữ đấy, và làm sao nhỉ, và khi đi du lịch nước ngoài ấy, đã làm sao, đã làm thông dịch và giúp được mọi người, thật sự rất là làm sao đó. Chúng ta cùng xem từ số 1. Shitashikata, từ này có hán tự này. Shitashikata có nghĩa là thân thiết, nó diễn tả cái mối quan hệ thân thiết, nhưng mà cái bối cảnh này thì không phải là diễn tả mối quan hệ thân thiết, đúng không? Đấy. Đây là một người mà rất là giúp ích cho mọi người, chứ không phải là thân thiết hay không. Số 2 là Natsukashikata. Natsukashikata có nghĩa là nhớ nhung, lưu luyến vấn vương. Không phải. Số 3 là Kuwashikata là chi tiết. Không phải. Tanomoshikata là đáng tin cậy. Đúng rồi. Đúng đây phải là 4 nhá. Là một người rất là đáng tin cậy, giúp đỡ được mọi người, có ích cho mọi người. Rồi chúng ta sang môn đai 5, đó là môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 21 này. Satoshi wa tabitabi kono mise o otozureta. Từ gạch chân là tabitabi có nghĩa là thường xuyên. Thì từ nào mang nghĩa là thường xuyên đây? Kanarazu là nhất định, chắc chắn này. Yoyaku là cuối cùng. Gyuzen ngẫu nhiên và nandomo là nhiều lần. Đúng với lại phương án này sẽ là yon bằng, chính xác là 4 nhá. Câu này có nghĩa là ông Sato ấy thì đã thường xuyên ghé thăm cái cửa hàng này. Câu số 22. Kongetsu no Mori, à xin lỗi, Kongetsu no Hayashi-shi no hatsugen ni mina ga chumoku shita. Hán tự của chúng ta là chữ chú và chữ mục. Dồn ánh mắt đúng không? Meo sosogu đấy. Meo sosogu là dồn ánh mắt. Mọi người dồn ánh mắt vào cái phát ngôn thì có nghĩa là mọi người làm sao? Mọi người chú ý tới đúng không? Mọi người chú ý tới phát ngôn của ông Hayashi hôm nay. Thì từ nào mang nghĩa như vậy? Số 1 là Kanshiomotta, đó là có sự quan tâm. Thấy cũng hơi hơi giống giống nhỉ. Số 2 này, Gimomotta là mang cái nghi vấn, có cái sự nghi ngờ, có sự hoài nghi. Không phải. Kandoshita là cảm động, và Odoroita là ngạc nhiên, giật mình. Đúng đây phải là số 1. Mọi người quan tâm tới. Tiếp theo câu số 23, một câu về phó từ. Kono koto wa honin ni jika ni tsutai de kudasai. Jika ni có nghĩa là trực tiếp. Cái điều này, cái chuyện này thì hãy trực tiếp nói với người đó. Thì từ đồng nghĩa với lại nó sẽ là số 1, chokusetsu là trực tiếp. Ato de là sau. Subete là tất cả toàn bộ. Kakujitsu là chắc chắn rõ ràng. Không phải. Câu số 24, một câu về động từ. Moskoshi de shoutotsu suru tokoro datta. Ngữ pháp tokoro datta là suýt nữa. Suýt nữa thì xung đột. Đấy, suýt nữa thì xung đột. Suýt nữa thì va chạm. Vậy thì từ nào mang nghĩa là va chạm? Taoreru có nghĩa là đổ ngã. Không phải. Kowareru là hỏng này. Butsukaru là va chạm. Đúng rồi. Yabureru là rách. Không đúng. Đúng đây phải là số 3. Câu 25. Takahashi-san wa sonna hikyo na yarikata wa shimasen yo. Hikyo có nghĩa là hèn hạ, gian xảo. Đấy. Cậu Takahashi thì sẽ không có cái cách làm, không làm cái cách mà hèn hạ, bẩn thỉu, gian xảo đấy đâu. Thì từ nó mang nghĩa như vậy. Từ đầu tiên Abunai là nguy hiểm. Không phải, dư rươi, gian xảo, đúng rồi. Hikyo và dư rươi là giống nhau nhá. Kibishi là nghiêm khắc, và Shizukoi là đậm, dài dòng. Nó diễn tả cái việc nói một lê thê không có trọng tâm ấy, nói hàng mấy tiếng đồng hồ dùng cái từ này. Đúng đây phải là số 2, dưới đây. Tiếp theo sang môn đai số 6, môn đai cuối cùng. Môn đai về cách dùng từ. Câu 28. Chúng ta có từ này là chữ Hán là chữ phát và chữ đạt. Từ này đọc là hatatsu. Hatatsu. Đấy, Hán tự là phát và đạt, nhưng mà nó không phải là kiểu mang nghĩa là phát đạt trong làm ăn như tiếng Việt mình đâu nhá. Từ này có nghĩa là phát triển. Và phát triển những cái gì thì nó sẽ thường có một số cái cụm từ đi kèm. Nó sẽ là phát triển những cái liên quan đến cơ thể, chẳng hạn như là phát triển về trí óc và thể chất, đúng nhỉ? Đấy, phát triển về cả
thể chất lẫn tinh thần đấy. Đấy, xin xin phát triển về kinh lý cự này, phát triển cơ bắp đúng nhỉ, hay là phát triển về kiêu giác cự, phát triển về khứu giác, kiêu giác cự chứ. Đấy, có thể nói là ví dụ câu là y nửa kiêu giác cự hạt tắt sự, có nghĩa là chó thì cái khứu giác nó phát triển. Ngoài ra có thể dùng với một số cái khái niệm khác, chẳng như là phát triển về kỹ thuật này, đấy, nền văn minh phát triển, bưng mê, giao thông phát triển, rồi thì có thể dùng với khái niệm tự nhiên, ví dụ như là khối khí áp thấp đúng nhỉ, tê khí áp sự. Đây là những cái từ mà thường đi kèm với từ hạt tắt sự, chúng ta cùng xem. Musuko nga chugakusei ninatte kyū ni shinchō ga hatatsu shi sugu ni watashi o oikoshita. Con trai tôi khi vào học cấp 2 thì đột nhiên cái chiều cao của nó phát triển. Tiếng Việt mình vẫn nói là phát triển chiều cao đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật nó không có cái shinchō ga hạt tắt sự như này. Chúng ta có thể dùng từ shinchō ga nobiru nhá, có nghĩa là chiều cao nó kéo dài ra. Đấy, nó cao lên thì dùng cái từ này, chứ các bạn không dùng từ hạt tắt sự. Nó đột nhiên cao lên và ngay lập tức nó đã gì nhỉ? Nó đã vượt tôi. Câu số 2 này. Nhờ cái sự phát triển của giao thông mà cái đời sống của mọi người trở nên tiện lợi. Đúng rồi, thế các bạn thấy có hiện tội là cô sư. Chúng ta chọn đáp án đúng là số 2. Câu số 3. Kono mise wa sakunen do kara service no hatatsu ni tsutome kyakusu wo fuyashita. Cái cửa hàng này ấy, thì đã từ năm ngoái đã nỗ lực vào việc phát triển dịch vụ và làm tăng số lượng khách. Cũng không có cái từ gọi là nỗ lực phát triển dịch vụ nhá, chúng ta sẽ là nâng cao dịch vụ đúng không? Cái này các bạn dùng từ kojo. Đây, hướng thượng có nghĩa là nâng cao. Câu số 4. Cái gì nhỉ? Cái sự phát triển của cà chua trồng ở trong vườn nó rất là tốt và tôi có thể hái được rất là nhiều quả đỏ có vẻ rất là ngon. Thì các bạn thấy là nếu mà dịch tiếng Việt thì bạn sẽ chọn cái này đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật thì chúng ta cũng không dùng là từ hạt tát sự như này các bạn. Các bạn câu này các bạn sẽ phải dùng từ xê trồ, cái sự phát triển. Đấy. Tiếp theo câu 29. Chúng ta có từ là từ kikake. Đây là một có thể coi là ngữ pháp cũng được. Kikake có nghĩa là nguyên do, duyên cớ. Và thông thường ấy nó hay dùng ở dạng N nhá. Ô kikake ni có nghĩa là N là một cái nguyên do, là một cái duyên cớ, là một cái cơ duyên để người ta làm hành động đằng sau hoặc là để có cái sự thay đổi phía sau. Đấy, thì chúng ta cùng xem cái nào là phù hợp này. Là câu 1. Lần này vì Tsugo ga warui, lần này vì bận. Đấy, lần này tôi bận nhưng mà tôi nghĩ là nhất định tôi muốn tham gia vào cái tiếp theo, phải là lần tiếp theo đúng không? Vào cơ hội tiếp theo, cái này các bạn dùng từ kikai. Vào dịp sau. Kikai. Đây. Câu 2 này. Ở trường đại học ấy thì tôi học chuyên ngành về ngôn ngữ học và tôi đang nghiên cứu về cái nguyên do duyên cớ của chữ Hán. Cái này cũng không dùng được đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ tôi đang nghiên cứu về nguồn gốc của chữ Hán. Khởi nguồn của chữ Hán, cái này chúng ta phải dùng từ kigen. Khởi nguyên nhá thì mới đúng. Câu số 3. Kon kai no jiken o kikake ni shimin no bohan ni tai suru isshiki ga takamatta. Cái vụ việc lần này nó là cái nguyên nhân, nó là cái cơ duyên mà cái ý thức đối với lại phòng chống tội phạm của người dân đã được nâng cao, đúng rồi. Theo đúng cái cấu trúc ở đây đúng không? Đấy. Cái sự kiện, cái vụ việc vừa rồi nó là một cái nguồn cơn, nó là một cái lý do, là một cái duyên cớ mà có cái sự thay đổi đằng sau. Đúng là ba nhá.
Hint tội đây. Này chúng ta phải dựa vào cả câu. Câu số 4 này. Câu này chúng ta cũng không dùng như này được đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Đó là đuôi là karada thì thường sẽ đằng trước sẽ là từ gain in hoặc là từ ryu, lý do hoặc là nguyên nhân. Cái lý do mà tôi phản đối cái công cuộc này, cái sự nghiệp này là bởi vì tôi dự đoán được đúng không? Cái ảnh hưởng xấu tới môi trường. Đấy. Mặc dù cái từ kikake nó có thể dịch theo kiểu là nguyên do, nhưng mà nó không ở trong cái dạng thuật ngữ pháp. Kikake wa nani nani karada nhá. Nếu là karada thì đằng trước sẽ phải là từ ryu, geni hoặc là dạng noa. Đấy. Tiếp theo câu số 30. Câu 30 chúng ta có từ intai. Intai hán tự là chữ dẫn và chữ thoái. Từ intai có nghĩa là giải nghệ. Giải nghệ thì nó sẽ dùng cho trường hợp những người làm về chính trị, CG này. Đấy. CG này. Hoặc là làm về sports, thể thao. Hoặc là người làm về geijutsu, làm về nghệ thuật. Câu 1. Tôi bị cúm đúng không? Đấy, tôi bị cảm rất là nặng. Và chỉ còn cách là tôi giải nghệ cái cuộc thi hùng biện vào ngày mai. Không phải. Cái này chúng ta sẽ dùng từ ketseki nhá. Tôi vắng mặt này. Không tham gia được. Chứ không dùng từ giải nghệ. Câu số 2. Bởi vì kỳ thi đến gần, cho nên là tôi đã quyết định là giải nghệ cái việc làm thêm. Và tôi chuyên tâm vào học. Cái này chúng ta cũng không dùng từ intai. Cái này các bạn phải dùng từ yame, nghỉ bỏ. Câu số 3. Vận động viên Suzuki năm ngoái ấy, giải nghệ và nghe nói đã chuyển ra sống ở nước ngoài cùng gia đình. Đúng rồi. Chính xác là số 3. Hint tội của chúng ta đó là senshu, đúng nhỉ? Vận động viên. Câu số 4. Tôi đã đỗ phỏng vấn công ty A, nhưng mà tôi đã giải nghệ để chuyển sang công ty khác. Không phải đúng không? Tôi đã từ chối. Đúng nhỉ? Tôi đã từ chối cái naite của công ty A. Tôi đã từ chối cái việc mà tôi đỗ ở công ty A. Cái này bạn dùng từ jitai nhé. Hán tự là từ thoái. Tiếp theo, câu số 31 là chữ thuận và chữ điều đúng không? Đọc là junjo. Từ junjo ấy nó có nghĩa là thuận lợi. Đấy, là sự tiến triển của một việc nào đó một cách không có vấn đề gì cả, một cách trơn tru êm đẹp. Thông thường thì từ junjo hay được dùng dưới dạng thức như sau. Một dạng cố định là junjo na ureyuki, có nghĩa là cái việc bán hàng nó diễn ra một cách thuận lợi. Đấy. Hoặc là junjo ni, đằng sau là động từ junjo ni ve, có nghĩa là ve diễn ra một cách thuận lợi êm đẹp. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp. Câu 1. Thầy cô Sato này, cho dù đối với câu hỏi như thế nào đi chăng nữa ấy, thì đều trả lời tôi đúng nhỉ? Một cách junjo. Chắc chắn là không phải là junjo đúng không? Trả lời người ta không đi kèm với từ junjo này. Cái này này chúng ta có thể dùng trả lời một cách gì đây nhỉ? Một cách rất là sẵn lòng vui vẻ này. Giống từ ban nãy chúng ta đã có ở phần cách đọc ăn, ở phần nhận diện mặt chữ ấy. Kokoro yoku nhá. Tôi hỏi như thế nào, thậm chí là tôi nghĩ là tôi hỏi một câu rất là ngu xuẩn đi chăng nữa, thì thầy cô vẫn trả lời một cách rất là sẵn lòng vui vẻ. Có thể dùng từ này. Số 2 là gì nhỉ? Hôm nay thì họng tôi đau từ sáng và tôi không thể nào mà tôi nuốt đồ ăn một cách thuận lợi được. Cái này dịch thì thấy có vẻ ok đúng không? Nhưng mà từ junjo này nó không dùng trong việc nuốt đồ ăn. Đấy. Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta dùng từ umaku. Tôi không thể nuốt trôi, tôi không thể nuốt tốt đúng nhỉ? Tiếp theo câu số 3 này. Vì mưa mà con đường nó trở nên trơn và tôi đã bị ngã một cách thuận lợi. Chả ai nói là bị ngã một cách thuận lợi cả đúng không? Cái này chúng ta phải dùng là
Ukari, tôi đã lỡ bị ngã. Vậy thì chỉ còn bốn thôi. Thông thường từ Jun-cho đi với lại những cái câu mang ý nghĩa tốt đẹp. Đấy. Câu này là このパソコンは発売以来、順調に売上を伸ばし、人気商品になった。Cái máy tính này kể từ khi được bán ra ấy, nó đã tăng doanh thu một cách rất là thuận lợi và trở thành một sản phẩm được yêu thích, đúng không? Hint của chúng ta đó là phát triển doanh thu, đúng nhỉ? Tăng doanh thu. Đấy, một cách thuận lợi nhá. Đúng theo cái này, thứ nhất là từ Uriage cũng khá là giống từ Yuri, à Uriyuki đúng nhỉ? Và dạng thức là Junchou ni V này. Chính xác là 4. Rồi chúng ta sang câu 32, cũng là câu cuối cùng ở phần từ vựng. Từ này đọc là Shoujiru, có nghĩa là phát sinh, nảy sinh. Đấy, lại nảy sinh những cái thứ có thể là tốt, có thể là xấu. Chẳng hạn như là nảy sinh vấn đề môn đai này, nảy sinh hiểu lầm gokai đúng nhỉ? Đấy. Ga sự này, sinh ra khí này, hay là sinh ra cái giạt xô này, mọc cỏ dại này đúng không? Nảy ra ý tưởng kangae này, nảy ra ý tưởng hay này, hay là phát sinh lợi ích đúng nhỉ? Rieki, phát sinh nghĩa vụ, là những từ hay đi kèm với nó. Chúng ta cùng xem câu 1. Trong cuộc sống ở nước ngoài thì cũng có khi phát sinh hiểu lầm do cái sự khác biệt về phong tục tập quán. Đúng rồi, các bạn thấy từ gokai là hiểu lầm này, chúng ta chọn được đoạn là một nhá. Câu 2. Loài quả này ấy, nó phát sinh tập trung vào cái khu vực khí hậu ấm áp. Không phải, nói với thực vật, động vật thì chúng ta không dùng từ shojiru. Cái này các bạn có thể dùng từ Secho shite này, nó phát triển này, hoặc là nó làm sao đấy, nó sodatte này nhá, hoặc là se số cự cũng được, se số cự shite. Ở trên có từ jaso là cỏ dại, có thể dùng là jaso ga shoujiru là cỏ dại nó mọc, nhưng mà không dùng thì trong trường này nó giống là jaso ga haeru, nhưng mà đây là quả, chúng ta không dùng là quả trái, nói là kudamono ga haeru được. Đấy, đấy là lý do mà tại sao không dùng được trong câu 2. Câu 3 này, nhờ cái kỹ thuật mới nó đã phát sinh mà cái lượng sản xuất đã tăng lên rất nhiều, cũng không dùng được từ này đúng không? Cái này các bạn phải dùng từ dekita nhá. Nhờ có cái kỹ thuật mới ra đời. Đấy, mà có được điều này. Câu số 4. Từ trường đại học này rất là nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng đã phát sinh, đã nảy sinh. Các bạn sẽ nghĩ là như vậy đúng không? Nhưng mà trong trường này chúng ta phải dùng từ hai shutsu. Đây. Hai shutsu. Chữ Hán là chữ bối và chữ xuất. Có nghĩa là đi ra từ đây. Thông thường nó nghĩa là những cái người tài, những cái người có năng lực ấy, xuất phát từ một nơi nào đó, sẽ dùng cái từ này nhé. Hai shutsu. Đó là cái phần chữa đề của chúng ta. Các bạn hãy xem lại thật kỹ, ghi chú lại những cái phần quan trọng để khắc ghi thêm kiến thức. Chúc các bạn ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.